631 yếu để nhồi bông hồ đài. Mẹ đang đọc sách suy nghĩ về điều gì đó. Xin gọi mẹ xem tầng tháp mình xếp cao chưa này. Mẹ thấy thật tuyệt khi con nít được vô tư như vậy. Hima nhìn thấy cũng thích thú lao đến xô đổ tòa tháp. Xin tức giận định lao vào Hima nhưng đã bị mẹ ngăn lại, nhưng Xin vẫn tức tối lắm. Có tiếng chuông cửa là bác hàng xóm mang qua cho mẹ một bịch me trông thật ngon làm sao nhưng nhiều quá vậy. Bác bảo đã săn được hàng giảm giá đó chỉ có 100 tệ. Mẹ ngạc nhiên hỏi lại rẻ như vậy ư, vì vậy nên bác đã mua gấp 5 lần. Bác bảo hôm nay là sự kiện đổ xô rau mây. Mẹ giật mình hét lên rồi đẩy Hima chạy như bay đến đó. Xin chạy theo muốn rách quần luôn rồi này. Mẹ hối Xin nhanh lên, tới cửa hàng đã thấy mọi người đang chen vào lấy khoai tây. Xin cũng muốn tham gia nhưng mẹ không cho, đây không phải nơi dành cho trẻ em đâu. Nói rồi mẹ đưa túi cho Xin và lao vào dòng người. Xin đứng ngoài cổ vũ linh tinh khiến mẹ xấu hổ phải tới bịt miệng Xin lại. Mẹ vừa xắn tay áo thì khoai tây đã hết rồi. Bác hàng xóm cũng tới hỏi mẹ đã lấy được gì nhưng giờ mẹ mới bắt đầu thôi. Bác bày mẹ kéo giãn túi ra để đựng được nhiều hơn, quả là người có kinh nghiệm có khác. Tiếp theo ớt xanh được đổ vào quầy. Xin nhìn mà ngán ngẩm khi nghĩ đến các món ăn sắp tới đều có ớt xanh. Đó không phải là món mình thích. Xin lo lắng phải làm gì để ngăn mẹ lại thôi. Xin nhờ anh nhân viên trông Hima rồi chạy vào gọi mẹ ra xem Hima kìa. Mẹ đi ra nhưng phát hiện Xin nói dối, mẹ tức giận chưa kịp mắng thì nhân viên thông báo ớt đã hết. Mẹ thở dài thật đáng tiếc, bác hàng xóm đã ôm được một bao rồi, bác hứa sẽ cho mẹ một ít. Xin nghiêm giọng nói bác đã vất vả mới lấy được chỗ này mà sao lại cho mẹ chứ. Mẹ nhéo tai Xin, biết tổng là do Xin ghét ớt nên bày trò. Nhân viên thông báo món cuối cùng là cà rốt, hai người đẩy luôn bịch ớt cho anh nhân viên nhờ trông rồi lại lao đi. Mẹ Xin hai bịch quyết định cho Xin tham gia cùng. Đã rất nhiều người chen vào, mẹ để Xin len lỏi vào trước, số lượng quá đông khiến mẹ không với tới củ cà rốt nào. Xin lúc này với lợi thế nhỏ bé luồn lách dễ dàng và nhảy luôn lên quầy, thấy tay mẹ chới với liên tục mà chẳng được quả nào. Xin nhặt cà rốt bỏ lên tay cho mẹ, mẹ nới quá nhiều khiến chiếc túi bị rách luôn rồi thật gay go. Xin không thấy tay mẹ đưa vào nữa bèn nhặt cho vào túi mình. Bác hàng xóm đã ôm được một túi to rồi, quả không hổ danh cao thủ. Mẹ lấy túi đi vào thì chỉ còn vài củ, mẹ định lấy thì toàn bị người khác nhanh tay hơn, cuối cùng chẳng được gì. Mẹ nhìn qua Xin kinh ngạc, Xin đã hốt được một bao đầy tràn, quả là có triển vọng trong việc săn sale. Mẹ khen Xin thật tuyệt vời rồi ôm túi hàng đến quầy tính tiền, bác hàng xóm khen bội thu rồi đấy. Hima nhìn thấy bèn lao tới ôm lấy người mẹ, bác hàng xóm vội bế Hima ra, mẹ dùng hết sức để giữ lại túi cà rốt, thật nguy hiểm. Trên đường về Xin than thở làm sao có thể ăn hết chúng chứ. Mẹ vui vẻ bảo mình có thể tạo ra nhiều món với cà rốt mà. Bác hàng xóm kể súp cà rốt bào sợi, cà rốt trộn cơm, cà rốt nướng. Xin nghe mà thấy ngao ngán quá đi thôi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 631, bố bỏ chạy. Bố con Xin ăn sáng không ngừng than phiền hôm nay lại ăn củ cải và ớt xanh. Mẹ nói củ cải ngọt tốt cho sức khỏe nên ăn nhiều càng tốt. Xin thấy mà ngán lắm luôn rồi. Bố và Xin vùng lên muốn đổi món chứ không ăn những thứ này nữa đâu. Mẹ liếc nhìn bảo đừng đòi hỏi vì lương của bố không tăng nên phải tiết kiệm đó. Xin liếc nhìn thực sự lương của bố rất thấp. Bố cáu giận đáp mình cũng đang làm việc chăm chỉ đấy chứ. Mẹ nghiêm túc nói không được voi đòi tiên đâu, kinh tế gia đình rất eo hẹp. Xin cảm thán lập luận của mẹ rất chặt chẽ, đó khiến bố mẹ tức giận. Bố bảo bình thường cãi nhau bố sẽ bị mắng và đuổi ra khỏi nhà. Mẹ nói đúng vậy, bố là người phải rời đi. Bố cũng không thèm, liền cầm áo và đi ra cửa. Mẹ với Xin không tiễn đâu nha. Bữa tối đã được dọn ra nhưng bố vẫn chưa về. Xin than thở đã đói lắm rồi, sao mẹ không gọi cho bố? Mẹ sẽ không xuống nước gọi cho bố trước đâu, thật là cố chấp. Xin nói tuy nhiên nếu không có bố đưa lương về cũng thật gay go. Mẹ vẫn cố chấp nói mặc kệ, bố không có bố thì không có gánh nặng. Xin chỉ ra trường hợp khác, lỡ bố bị người ngoài hành tinh bắt đi thì sao? Mẹ bảo Xin hãy thôi cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, bố chắc đang nghịch điện thoại và sẽ liên lạc về khi có việc cần. Thôi giờ hãy ăn nào, mẹ sẽ lấy một nồi súp thật ngon. Mẹ đi ra bếp lén nhìn Xin rồi cầm điện thoại nhắn tin cho bố bảo nhà thiếu cà rốt. Xin trốn dưới ghế dõi theo hành động đáng ngờ của mẹ, chắc là mẹ đang rất lo lắng chứ gì. Mẹ xấu hổ vội giải thích mình chỉ hỏi bố có ăn tối hay không nhưng thôi không cần nữa, dù sao lát bố cũng sẽ về. Trên TV chiếu bộ phim một cặp đôi đang cãi nhau, chàng trai đã bỏ đi. Mẹ bỗng tắt TV, Xin nhăn nhó nói mình đang coi mà. Mẹ bảo đã đến giờ đi ngủ rồi, Xin bảo hôm nay là cuối tuần nhưng mẹ không cho phép. Mẹ nghĩ không biết bố đang đi uống ở đâu, Xin đoán là cùng các chị gái xinh đẹp rồi. Mẹ gạt phăng suy đoán của Xin đi vì bố không có tiền đâu. Xin suy nghĩ nhưng bố có sự quyến rũ của một ông già đó. Xin còn nói lấp lửng chuyện bố làm khi mẹ đi tắm khiến mẹ khó chịu. Xin tiếp tục nói làm thế nào một người cha có thể thận trọng dù đôi khi hơi bốc đồng thì sẽ không biết được chuyện gì xảy ra. Mẹ tò mò chuyện gì là chuyện gì chứ. Xin bảo mình buồn ngủ rồi và lăn ra đệm khiến mẹ tức giận nhéo tai bắt Xin kể cho xong. Xin nhăn nhó ôm tai, mẹ liếc nhìn hỏi bố đã làm gì khi mẹ tắm. Xin kể có người gọi bố, bố có vẻ rất quan tâm người đó nhưng bố lại từ chối vì thể lực kiệt quệ rồi. Mẹ nghi ngờ chuyện gì vậy nhỉ?
Xin hỏi mẹ thể chất yếu là gì vậy? Mẹ chưa kịp trả lời thì điện thoại báo tin nhắn từ bố. Bố bảo mình và anh đồng nghiệp uống rượu sẽ bắt xe buýt về sớm mai. Mẹ gọi điện nhưng bố đã tắt máy. Mẹ tức giận đến nổi lửa phừng phừng bảo xin đi ngủ đi, mẹ sẽ không ngủ nữa. Sáng hôm sau bố trở về vừa mở cửa đã nhìn thấy mẹ đợi sẵn. Một trận cuồng phong kéo đến chỉ còn nghe tiếng hét vang trời của bố. Trong bộ dạng bố sau khi bị ăn đòn thật thảm hại, mẹ hỏi bố tại sao tắt điện thoại. Bố nói mình đi xem phim nên phải tắt nó cho lịch sự. Bố nhớ lại sau khi xem phim cùng anh đồng nghiệp hai người bàn luận về nó thật hay rồi tạm biệt nhau. Vậy người mà Xin nhắc tới là sao chứ? Hóa ra là Xin đã nghe nhầm rồi. Cả nhà bật cười vì đã hiểu lầm nhau, còn Xin cũng bị bố mẹ cho một trận vì tội làm mẹ hiểu nhầm bố. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 633, P1 Bạch Tuyết đi bộ thật là vất vả. Xin đang nằm dài ra nhà thì mẹ lên bảo cu cậu đưa Bạch Tuyết đi dạo. Nói rồi mẹ tiếp tục vào dọn dẹp, vừa quay ra thì Xin đã đi mất tiêu. Mẹ chẳng hiểu sao hôm nay Xin lại ngoan đến vậy. Chắc là có gì đó mờ ám rồi, thì ra cu cậu định bỏ lại Bạch Tuyết rồi chuồn ra ngoài chơi một mình. May mà mẹ nhanh trí ra kéo cu cậu lại. Mẹ bảo nếu đi thì phải đưa Bạch Tuyết đi cùng, không thì phải ở nhà, vì Bạch Tuyết đang rất muốn đi dạo. Rồi mẹ đưa dây xích cho Xin, nhân tiện còn nhờ Xin mua cho mẹ củ gừng nữa. Xin chẳng thấy vui tẹo nào cả. Nhưng mẹ hứa sẽ thưởng cho cu cậu đồ ăn nhẹ khi về nên Xin đồng ý luôn. Mẹ dặn lại Xin là mua gừng chứ đừng mua nước tương. Xin tự tin là Xin không bao giờ nhầm lẫn đâu. Mẹ lại quay qua dặn Bạch Tuyết nhớ phải đi theo Xin không là lạc mất. Rồi Bạch Tuyết kéo Xin đi một mạch. Cu cậu thấy Bạch Tuyết không nên vội vàng làm gì, cứ đi thong thả thôi. Chợt thấy một chị đẹp kéo vali đi ngang qua, Xin không cưỡng nổi liền kéo Bạch Tuyết chạy theo chị thả thính. Còn rủ chị đi dạo cùng Bạch Tuyết nữa. Bực quá Bạch Tuyết liền kéo Xin lại rồi sủa lên làm cu cậu chẳng hiểu chuyện gì. Sau đó Bạch Tuyết kéo Xin đến phố mua sắm. Xin chẳng thích đi đường này chút nào cả, vì đây là đường vòng rất xa. Thì ra Bạch Tuyết kéo Xin đến đây để mua gừng cho mẹ. Vậy mà Xin chẳng nhớ gì mà kéo Bạch Tuyết đi luôn. Nhưng Bạch Tuyết lại đu vào cột điện chẳng chịu đi. Xin thấy quá mệt mỏi nên chơi trò chơi để quyết định xem nên đi theo ai. Kết quả Xin thua cuộc nên phải đi theo sự chỉ dẫn của Bạch Tuyết. Xin thấy hôm nay Bạch Tuyết thật là khó hiểu. Cùng lúc này Ma Sao đi tới. Thì ra cậu bạn đang định đến nhà rủ Xin đi chơi cầu lông. Bạch Tuyết nghe mà chẳng vui chút nào cả. Xin thấy Bạch Tuyết không nên để tâm đến mấy chuyện linh tinh, không thì sẽ giống Ma Sao mất. Ma Sao nghe vậy liền nổi điên lên, còn Xin thì kéo Bạch Tuyết ra công viên. Cu cậu để nó chơi một mình rồi chơi cầu lông với Ma Sao. Thấy Xin đánh cầu lông như hề mà Ma Sao bất lực luôn. Tiếp tục Xin đánh luôn quả cầu bay lên cây mà chẳng biết nên cứ ngó nghiêng tìm. Ma Sao bảo Xin nó đã bị dắt lên cây rồi, cậu bạn chẳng biết làm sao để lấy nó xuống cả. Xin liền ném luôn cái vợt trong tay để làm rơi quả cầu nhưng lại dắt luôn vợt trên cây. Ma Sao bực mình không hiểu Xin đang làm trò gì, nhưng Xin chỉ muốn lấy cầu xuống thôi mà. Cu cậu định mượn chiếc vợt trên tay Ma Sao để ném lên nữa nhưng cậu bạn không cho, vậy là Xin phải nhờ Bạch Tuyết giúp đỡ. Cu cậu ra hiệu cho Bạch Tuyết leo lên và lấy quả cầu xuống, Bạch Tuyết đu lên cây mà run cầm cập. Ma Sao thấy cách này không ổn chút nào nên nhờ người lớn lấy dùng thì tốt hơn. Bạch Tuyết nhân cơ hội Xin không để ý nên tụt xuống luôn. Rồi Xin thì ngó nghiêng xung quanh để tìm người lớn giúp mình mà chẳng có ai. Xin thấy trong lúc này người lớn đúng là vô dụng mà. Theo Ma Sao thì nên chạy xung quanh tìm xem có ai không. Vậy là hai thanh niên bỏ Bạch Tuyết lại một mình mà đi luôn. Bất lực quá Bạch Tuyết liền gặm túi đồ mẹ đưa rồi chạy ra phố mua sắm. Gặp bé chó đáng yêu nên nó đứng hình luôn. Nhưng phải tỉnh táo lại để còn mua gừng giúp mẹ nữa. Rồi nó gặm túi đồ chạy đến cửa hàng rau xanh. Ông chủ chẳng biết sao hôm nay Bạch Tuyết lại đến đây một mình. Ông xoa đầu Bạch Tuyết rồi kiểm tra trong túi thì thấy có tiền. Nhưng ông chủ chẳng biết Bạch Tuyết đang muốn mua gì. Bạch Tuyết nghĩ một lúc thì nhớ ra là mẹ nhờ mua gừng nên sủa lên ra hiệu cho ông chủ. Ông đoán mãi mà chẳng đúng, Bạch Tuyết lại nhớ lại lời mẹ rồi sủa lên giống như khẩu hình miệng mẹ. Ông chủ đoán mãi cuối cùng cũng đoán đúng củ gừng. Ông thấy Bạch Tuyết thật là giỏi, đã biết đi mua đồ rồi. Bên công viên Xin và Ma Sao đã nhờ được một chú lấy cầu lông giúp mình. Ma Sao vui lắm, liền cảm ơn chú lia lịa. Xin nghe vậy cũng nói theo. Cu cậu thấy chú này đúng là một người lớn thật sự. Vì chú đã đưa cả thang đi cùng, Ma Sao bảo chú đang làm vườn gần đây nên mới có thang thôi. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết, may mà lấy được bộ cầu lông mới mua không thì toang. Rồi hai thanh niên tạm biệt nhau về nhà, lúc này Bạch Tuyết cũng quay trở lại. Xin thắc mắc không biết nãy giờ Bạch Tuyết đã đi đâu, hay là lại trốn ra ngoài chơi một mình rồi. Sau đó Xin cầm túi gừng rồi dắt Bạch Tuyết về nhà, mẹ rất ngạc nhiên là hôm nay Xin lại nhớ lời mẹ dặn. Cùng lúc này Xin lại mò ra nhắc mẹ về phần thưởng, vậy là mẹ quyết định thưởng cho cu cậu một hộp chocobi vì đã nhớ mua gừng giúp mẹ. Xin nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, rồi Xin ra vườn ngồi ăn chocobi ngon lành, cu cậu không quên thưởng cho Bạch Tuyết một miếng, may nhờ có Bạch Tuyết mà mới được ăn chocobi đó.